Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tập trung ứng phó với bão số 2 và mưa lũ. Nội dung công điện như sau. Thực hiện công điện số 1021 ngày 1 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ và để chủ động đối phó với bão và mưa lớn của Hoa lưu Bão Stilaku, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã và thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 tỉnh Hưng Yên kế hoạch số 57 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 các phương án trọng điểm cấp tỉnh cấp huyện Công điện số 01 ngày 30 tháng 7 năm 2020 và công văn số 64 ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xà xoát chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh. Tổ chức trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ để phòng chống với mưa bão kiểm tra, sản soát, sẵn sàng phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản, an toàn hệ thống đi điều, đặc biệt là các trọng điểm sung yếu, các sự cố do đợt mưa kéo dài trước chưa được khắc phục chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện trang thiết bị xử lý trọng điểm sung yếu và sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra an toàn hệ thống điện, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cấp điện 24 trên 24 giờ, xử lý kịp thời các sự cố về điện. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền trên sông, neo giữ lồng bè nuôi thả cá, trăng chống nhà cửa, kho tàng, biển quảng cáo, chặt tỉa cành cây, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, đặc biệt trụ sở cơ quan, trường lớp học hoặc cơ sở y tế đã xuống cấp có khả năng sụt, tốc mái triển khai hiệu quả phương án phòng chống úng các phương án bảo vệ trọng điểm đê điều phương án hộ đê chỉ đạo các địa phương đơn vị và người dân chủ động nạo vét khơi thông các vị trí ách tắc dòng chảy khẩn trương thu hoạch các loại cây rau màu hoa đã đến kỳ thu hoạch đối với cây ăn quả tập trung thu hoạch nhanh gọn đặc biệt với nhãn đã chín đồng thời chủ động các phương án chăng chống đề phòng mưa lớn gió mạnh đối với nuôi trồng thủy sản chủ động thu hoạch khi đã đến kỳ thu hoạch đồng thời điều tiết nước trong các ao nuôi và các phương án đảm bảo an toàn cho việc nuôi trồng thủy sản chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công xây dựng, nhất là các công trình có liên quan đến công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn, chủ động có phương án và đảm bảo khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công xây dựng và các công trình có liên quan. Sau khi bão mưa kết thúc, thực hiện nghiêm các biện pháp chống úng cho hoa màu. Tổ chức trực ban nghiêm 24 trên 24 giờ, tăng cường theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn lũ và tình hình ngập úng, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công điện thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh ký thay chủ tịch phó chủ tịch bùi thế cử